cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình bản tin Hoa Thịnh Đốn để tiếp tục, với Phượng xin có mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự với chủ đề trong khuôn khổ pháp luật là cái quái gì thế do nhà báo Phạm Trần biên soạn, Quý Châu trình bày. kính thưa quý vị đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay Quý Châu kính mời quý vị theo dõi chủ đề trong khuôn khổ pháp luật là cái quái gì thế? Do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Trong dân gian Việt Nam, thường nghe nói lương lẹo mãi sẽ có ngày đứt lưỡi. Để răng đe những kẻ mồm loa mép, giải chuyên nói những điều gian dối để lừa người. Nhưng với người Cộng sản Việt Nam, nhất là hàng ngũ lãnh đạo và tuyên truyền, thì lại cứ nghĩ họ càng khoác lác bao nhiêu thì có lợi bấy nhiêu và càng nói dối nhiều thì kết quả tốt sẽ tăng cao. Thói quen này không may đã biến thành công cụ được sử dụng trong các văn kiện đảng, nhà nước và quốc hội, nên khi đến tay nhân dân thì chúng chỉ còn là những tờ giấy vô nghĩa. Nhưng cũng trớ trêu thay là những mớ giấy trộm này lại bị đảng luật hóa để áp đặt cai trị dân. Cứ tiếp tục nhận vơ như thế, rồi đảng dùng dao găm hỏng súng khủng bố tiêu diệt đối lập để bảo vệ độc tài lãnh đạo từ 1946 đến 1954 ở miền Bắc, sau đó từ 1975 đến cả nước, thì không thể nào huynh hoang nói rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, cho dân và vì dân, như đảng tuyên truyền. Diễn biến hòa bình cũng tương tự như lập luận bảo thủ và giáo điều này, ít lâu nay Đảng lại quay ra sử dụng chiêu bài chống thứ kẻ thù vô hình gọi là diễn biến hòa bình để bảo vệ độc quyền cai trị. Từ một năm qua, ban tuyên giáo và hội đồng lý luận trung ương đã tập trung các bài viết phản biện chống người chống Đảng và một chung một rọ được gọi là các thế lực thù địch thực hiện mục tiêu diễn biến hòa bình để loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung các bài viết được phân phối cho các thợ tuyên truyền và dư luận viên bên Đảng, quân đội và công an để tấn công những ai đòi loại các chính trị viên ra khỏi quân đội để quân đội tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước thay vì chỉ biết tuyên truyền bảo vệ Đảng cầm quyền như hiện nay. Họ cũng tăng cường tấn công và khủng bố tinh thần các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, đòi tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đấu tranh đòi quyền lập hội và quyền tự do ngôn luận đòi đóng cửa Formosa Hà Tĩnh để bảo vệ môi trường biển và chống cưỡng chế đất đai, cướp đoạt tài sản. Đội ngũ loa phường này cũng được lệnh tấn công các chỉ trích Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ của một số dân biểu nghị sĩ Mỹ, Liên hiệp châu Âu, tổ chức xã hội quốc tế, và các tổ chức nhân quyền quốc tế, v.v. Bằng chứng này đã thấy xuất hiện trong tạp chí Quốc phòng toàn dân ngày 8 tháng 6 năm 2017. Người viết mang tên Nguyễn Xuân Quỳnh bắt đầu rằng trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước ta, hồng gây mất ổn định chính trị, xã hội là thủ đoạn thường xuyên được sử dụng. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn thâm mộc này là vấn đề cấp thiết hiện nay. Mọi người hãy đọc một số điều của Hiến pháp 2013 để thấy tính gian dối lừa dân của Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Điều 23. Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Điều 24. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm luật pháp. Điều 25. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Điều 27. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định. Việc gài luật vào hiến pháp trong trường hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nhắm mục đích làm giảm tính hữu hiệu và ràng buộc trách nhiệm pháp lý của nhà nước khi thi hành hiến pháp bằng chứng như cho đến nay sau nhiều lần trì hoãn hai bộ nội vụ và công an vẫn chưa trình ra quốc hội hai dự luật lập hội và biểu tình mặc dù điều 25 hiến pháp 2013 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 cả hai bộ đều nêu lý do láo léo đều được gọi là vẫn còn có nhiều ý kiến khác biệt giữa các bộ và chuyên viên trong chính phủ về nội dung ở các nước văn minh và dân chủ thì quyền lập pháp, tức làm luật nằm trong tay quốc hội. Các dân biểu và nghị sĩ nói chung là đại biểu của dân trong quốc hội là những tác giả hay đồng tác giả các bộ luật. Đằng này ở Việt Nam được gọi là xã hội chủ nghĩa, rất hiếm hoi thấy có dự luật nào được thuần túy đề nghị bởi các đại biểu quốc hội. Hầu hết, nếu không là tất cả, đều từ đảng và nhà nước đem qua cho quốc hội thảo luận, biểu quyết chấp thuận. Vì vậy, tính bù nhiên của Quốc hội đảng cử dân bầu này mỗi ngày một cao. Hầu hết đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi hay diễn tuồng đã làm cho vai trò đại diện dân chỉ còn là hình thức. Ai phá hay tự phá? Riêng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, quốc hội đã chấp thuận và ban hành luật này 18 tháng 11 năm 2016 và sẽ thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhưng luật này đã làm theo lệnh đảng chỉ để gây khó khăn hơn cho các hoạt động tôn giáo. Vì vậy, ngày 20 tháng 10 năm 2016, Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã hoàn toàn bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo. Hội đồng này quy tụ điều chức sắc của năm tôn giáo lớn cao đài, công giáo, Phật giáo, Phật giáo hòa hảo và tinh lành, có mục đích tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Sau đó, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đại diện cho trên 7 triệu người công giáo cũng đã lên tiếng chỉ trích luật tín ngưỡng, tôn giáo mới. Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì luật mới đã có những bước lùi so với hai bản dự thảo luật số 4 và số 5 mà nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến. Chỉ 7 ngày sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố bản nhận định về luật tôn giáo, thì báo Quốc phòng Toàn dân phổ biến bài phản biện xuyên tạc của Nguyễn Xuân Quỳnh. Quỳnh viết, Việt Nam là quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo, đồng bào tôn giáo chiếm tỷ lệ khá cao trong cộng đồng người Việt Nam. Nếu tranh thủ lợi dụng được đông đảo đồng bào tôn giáo thì sẽ tạo hiệu ứng lớn trong việc chống phá của chúng. Đó là chưa đề cập đến các hệ quả khác liên quan. Tính chất thâm độc, nguy hiểm của âm mưu này là ở đây. Ở một khía cạnh khác, nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền công dân, quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo được quy định và đảm bảo bằng hiến pháp, pháp luật. Cùng với việc trắng trợn can thiệp, đấu tranh pháp lý, chúng triệt để lợi dụng cụm từ tự do mà cố tình lờ đi trong khuôn khổ pháp luật để tổ chức các hoạt động chống phá, hòng gây mất ổn định chính trị, xã hội. Mấy chữ trong khuôn khổ pháp luật chính là những cạm bẫy của luật tôn giáo hay bất cứ luật nào do Quốc hội Cộng sản Việt Nam ban hành nhằm mục đích hạn chế tối đa quyền dân đã được quy định trong hiến pháp bài viết của quỳnh đã vu khống các cuộc đấu tranh chân chính và hợp pháp của người dân rằng để thực hiện mưu đồ các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn nhằm tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước hậu thuẫn về vật chất tinh thần cho các đối tượng chống đối đưa tôn giáo ở việt nam trở thành lực lượng chính trị tối trọng với đảng chúng xác định lấy tự do tôn giáo làm ngòi nổ để chống phá việt nam tuyệt đối hóa tính toàn cầu tính phổ cập của các quyền trên lĩnh vực tôn giáo với luận điểm nhân quyền cao hơn chủ quyền. Đồng thời cho rằng Việt Nam coi tôn giáo như là một công cụ tuyên truyền cho Đảng, nhà nước phục vụ các chính sách của nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, vân vân. Để lấy điểm cho nhiệm vụ phản bác của mình, Nguyễn Xuân Quỳnh hô hào: Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng, tín đồ về chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo và ý thức cảnh giác của dân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Kính thưa quý vị, lập luận chống người có tín ngưỡng và các nhà lãnh đạo các tôn giáo bằng những đòn ma giáo của Nguyễn Xuân Quỳnh có phải là gấp lửa bỏ bàn tay không? Hay cái bẫy trong khuôn khổ pháp luật quen thuộc đã bị lật tẩy mất rồi? Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật là cái quái gì thế do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Quý Châu xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tình Đốn do SPT Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.